nhiệt đã trở về 31 độ C. Huế ngày hôm nay. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Tân Phú, đoàn Hương Tinh. Như vậy là ngày hôm nay Huế dự báo sẽ có mưa. Những mây dương 90 giờ bắt đầu trời sẽ mưa đó mọi người. Em đang có mặt tại đường Tân Phú. Sáng ra thì trời không còn nặng, âm u và nặng thì le lỏi trong tầng máy. Có một cô thì chắc chắn sẽ không còn nặng cho Huế ngày hôm nay rồi. Và các bạn dự báo là hình như là tuần sau thời tiết vẫn như vậy và nguyên tuần luôn. Chúng ta đang ngang qua phố chợ đường Tân Phú thì có chợ Phước Minh, hàng ngang ăn quán quà tên. Dạ, ngày hôm nay 14 tháng 9 năm 2023 với dự báo thời tiết ở Huế từ 26 đến 31 độ C. Về ngày hôm nay dự báo mưa nha mọi người. Dạ, 70% là mưa đó. Em đang đi vào đường Hàm Nghi, từ Tân Phú rẽ vào Hàm Nghi thì sẽ ngang qua trước mặt nhà thờ Phụ Cam. Ở nhà bỏ không. Lúc này là 8 giờ sáng. Nhiệt độ đi trên đường thì khoảng 27, 28 độ C. Bây giờ thì còn tạnh ráo. Qua trưa chiều là bước xuống là ướt ác lắm. Bà con đi làm gì tranh thủ buổi sáng. Mùa này là vậy đó. Mưa là mưa cả dài cả tuần. Ngắm công trình nhà thờ Phụ Cam chúc mọi người. Ngày hôm nay thì cũng là ngày giữa tuần nên cũng có lễ luôn. Không ạ. Nhà thờ cũng đóng cửa. Nhà thờ kính to Phụ Cam. Nguyễn Trường Tộ. Tuyến đường thông ra về lên lời có sông Hương.
vừa đi vừa hướng dẫn tiếng các tuyến đường phố để bà con thăm lại coi năm xưa năm nay có gì thay đổi. Qua cầu Phú Trang nay ngày cuối tháng 7 âm lịch Quý Mão, bà con ngồi bằng hoa đây. Thắp hương 31 rằm như vậy là tháng 8 trung thu cũng đã đến. Mùa thu cũng là mùa mưa bão tại khu vực miền Trung. Hy vọng năm nay thời tiết nhẹ nhàng hơn. Từ Ngô Quyền mọi người, chúng ta đi thẳng ra nguyễn trường tổ thì khu vực này đi giữa hai lối tường thành của hai ngôi trường Hai Bà Trưng và Quốc Học. Đoạn đường nhìn rất là đẹp, đây những cái hàng cây hoa phượng bên mái trường. Vẫn còn nắng và lé lói, máy nó tan đi thì có lé lói ánh nắng, đi trên đường vẫn thấy nắng. Và như vậy mà dự báo là có 10 giờ trở lên nó đâu cũng trời mưa đó. Và thời tiết mùa này là vậy, đang nắng một độ mưa là một dự thương. Nằm nghe mới công viên Huyền Hoa sắm tới tốt. Khu vực bệnh viện Trung ương chúng ta sẽ giao nhau về ngã tư Hà Nội chỗ Phú Xuân. Dạ, như thế này là ngày mới em đưa bà con đi thăm để biết thêm Huế ngày hôm nay và ngày 14 tháng 9 năm 2023. Thời tiết cũng là từ 26 đến 31 độ C. Ngày hôm nay dự báo sẽ có mưa nha mọi người. Đầu ngày mới thì đang còn nắng nhẹ, nắng ấm. Bây giờ trưa thì 70% là mưa đó, chiều hôm trưa ngày hôm nay. Hy vọng bà con mọi người xa gần những thêm Huế. Hưng yên vui. Em xin kết thúc video, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Xin chúc tất cả bà con mình luôn vui khỏe, bình an.
Dạ, em xin chào, hẹn gặp lại mọi người.